Kính bạch sư, con có đi vào một ngôi chùa Theravada và thấy một vị tỷ kheo đang cuốc đất làm cỏ. Con thắc mắc hỏi vị tỷ kheo có giới đó thì được đáp rằng chấp thủ gì những giới đó, vì Đức Thế Tôn đã nhập diệt quá lâu và bảo con tu sai lầm. Nhưng khi coi video của sư thì luôn đề cao giới hạnh, mong sư giảng giải giúp con. Thì cái vị nào thấy là cái giới đó không cần giữ nữa, quý vị nhìn thấy cũng không hoan hỷ thì thôi mình bỏ đi, ở đó làm chi. Sư nói rồi, bây giờ đừng có để cái nhãn, cái nhãn là cái nhãn nguyên thủy, cái nhãn thể đó qua đá làm mình mờ mắt nha. Thì có đôi khi nó chỉ là cái nhãn hiệu, cái quan trọng là cái chất lượng ở bên trong như thế nào. Còn đó, thì sư chỉ đơn giản sư nói như vậy, rồi tùy tự quý vị quyết định. Nhưng mà nó còn có cái chuyện nó như thế này nữa nè. Đôi khi á, mình nhìn một vị sư á, mình cũng nên rộng ra hơn một tí xíu. Ở đây sư nói không phải là để sư biện minh dùm vị này vị kia hay là biện minh cho chính sư, nhưng mà thực sự nó là như thế này. Mình nên tránh cái thái độ á, là mình 227 giới mà mình cắn chết một giới nào đó. Sư thấy nhiều vị á, đi gặp một ông sư nào đó cứ chăm bẩm đúng một giới thôi, và hỏi ông sư nào mà không giữ đúng cái giới đó của tôi mà tôi chấm á, là coi như ông sư nó xài không được, trong khi 226 giới còn lại là tôi không có ngó tới. Mà tôi chỉ ngó tới đúng một giới, hoặc là hai giới, hoặc ba giới thôi. Ông sư mà không đạt tiêu chí này của tôi đưa ra là tôi xài, tôi không có xài. Trong khi ổng tè le những giới còn lại mình không có tính, mà chỉ cần ổng giữ được ba cái thứ này là mình coi như mình coi ổng như thánh vậy đó. Thì với sư đó không nên. Cái thứ hai là đối với cá nhân sư ấy, một vị sư mà nếu như mà vị đó hư hỏng một giới, mà cái giới đó không phải là giới bất cộng trụ hoặc là tăng tàng, thì ít nhất vị đó cũng còn 226 giới. Rõ ràng hư một giới cũng còn 226 giới, hư 7 giới cũng còn 220 giới, mà hư 27 giới cũng còn 200 giới đó. Cho nên á, là dù sao đi nữa thì vị đó vẫn còn giữ được nhiều giới, thì mình vẫn hoan hỷ. Nó thôi thì ông sư ông không giữ hết được 227 giới, ông giữ được 200 giới thì cũng ngon lành lắm rồi. Còn nếu như mà vị sư nào mà cái giới hạnh họ tày quầy quá, mình nhìn mình không thấy được cái chỗ nào để mà mình miễn cưỡng được, mình xài được. Nó giống như một cái cây gọi là một cái cây sắt mà nó mục rỗng hết trơn rồi. Mình cầm mình cũng không biết xài vô chuyện gì thì thôi bỏ đi. Mà ông sư mà mình thấy nó tày quầy quá thì thôi mình dẹp qua một bên không xài nữa. Thì đó là cái thông điệp mà sư muốn truyền tải cho quý vị, và sư mong quý vị hiểu đúng để mình có thể sống nó an toàn cho mình, và mình có cái sự an lạc ha, khi mà mình tiếp xúc với những vị khác. Chứ giờ mình nói nó hơi kỹ, giờ mình đi mình kiếm một vị mà 227 giới mà có thể ngon lành hoàn toàn thì nó cũng kẹt. Tại muốn biết là mình phải ở chung với vị đó, mà không lẽ giờ mình đòi là 227 giới là sư phải trong sạch hoàn toàn như vỏ ốc, rồi lỡ vì đó dính hết giới rồi làm sao, cái mình không chịu luôn. Cho nên là hãy có suy nghĩ nó thoáng hơn, và nó cũng bớt cái chuyện là mình cắn chặt một hai giới nào đó mà mình không nhã. Nhưng đương nhiên nếu như mà mình thấy cái giới đó là quan trọng, nghiêm trọng, mà mình nhìn mình không hoan hỷ thì mình đi chỗ khác thôi. Như sư thì có một số giới sư không chấp nhận được, mặc dù nó là giới nhẹ. Đối với một vị tỷ kheo sư không chấp nhận được. Mà vị nào mà có cái đó sư không hoan hỷ là sư không tiếp xúc, không nói chuyện, không gần gũi, không nhìn thấy luôn là tốt nhất. Mặc dù sư biết là vị đó có thể ok thì cũng còn giữ được một mớ giới đó, nhưng riêng cái giới đó vị đó giữ không được, sư không hoan hỷ. Không hoan hỷ thì không tiếp xúc, không nói chuyện, không nhìn thấy. Thì đó là cái cách cư xử của sư ha. Rồi, tôi qua câu hỏi tiếp theo.